Hello cả nhà, kênh cô Nga Vlog hôm nay hướng dẫn cho cả nhà làm bánh chuối chiên để nguội vẫn giòn nha. Mời cả nhà vào bếp nha cùng mẹ mình nha. Để tự giờ nó nguội rồi đó, thử giòn không? Mình cũng mệt. Bữa nay mình chiên 20 trái chuối nha. Ở đây mình sử dụng 550g bột gạo, 2 muỗng ăn canh bột nếp, muỗng ăn canh bột mì và 1 muỗng ăn canh bột nở. Tất cả hỗn hợp mình trộn đều lên. Sau đó mình sử dụng thêm nửa bịch sữa đậu nành. Sữa đậu nành này mọi người có thể mua ở chợ cũng được. Còn không thì có thể nấu sữa đậu nành rồi bỏ vô tủ lạnh xài dần cũng được. Sau đó mình vắt thêm một trái dừa nữa. Mình lấy 500ml nước cốt dừa thôi nha, đổ vô mình trộn bột luôn. Bữa nay mình trộn bột hơi đặc nha, nhìn bột nó hơi đặc giống vậy là được. Trong lúc chờ đợi bột nở thì mình quay qua mình chuẩn bị mình ép chuối. Cái cách ép chuối thì chắc mọi người ai cũng biết rồi. Đấy, mình lấy dao mình dằn xuống nè. Giờ mình ép xong 20 trái này mình bỏ vô cái mâm luôn. Chút đợi bột nở là mình chiên thôi. Bột mình để 1 tiếng đồng hồ cho nó nghỉ, giờ nó cũng nở rồi nè. Giờ chuẩn bị mình đi chiên chuối nha. Ở đây mình bắt chảo dầu nóng lên bếp, sau đó mình nhiễu miếng bột vô. Cái đây là mình thử cái bột của mình đã nở chưa đó. Bây giờ bột mình cũng nở rồi nè. Còn những ai thành thạo thì khỏi thử bột vậy cũng được. Nhìn bột có thể biết được nó đỡ chưa mình chiên. Hôm nay tiếp tục chiên chuối chiên nữa nghe mọi người. Ở đây mình sử dụng cái khuôn. Ở dưới thì mình múc lớp bột mình chán đều ở dưới, sau đó mình bỏ trái chuối lên. Mình chán lên về mặt ở trên của trái chuối. Mình chán đều hết về mặt của trái chuối, sau đó mình bỏ vô dầu mình chiên. Chiên chuối chiên nha. À, cả nhà mình xem nha. Đây, giờ mình đổ chuối vô trong chảo dầu nè. Mình thử bột lên nổi rồi đó, mình bỏ vô chảo dầu. Chuối sau khi đã chiên vàng một mặt ở dưới thì giờ mình lật chuối ngược trở lên, chiên cho hai đi mặt nó vàng đều như vậy là được. Sau đó mình bẻ ra mình ăn thử nè. Chuối nó đang còn nóng nha, mà nó rất giòn nha. Cắn thử một miếng phần bột thì nó rất giòn. Chuối thì nó ngọt, rất thơm, rất béo mùi nước cốt dừa luôn. Thôi, video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Bye bye cả nhà nha.